các bạn học nha và xong xoa cùng xoay cái thông mấy một căn channel khá tích nhận được chí và ngày nay cứ khi bạn miền dịch đây xong nói gì đấy cứ nâng lược dọc video mối là tệ tôn tên nâng rộp dân Toyota Corolla cho năm phí phòng một thầy tệ tôn rộp dân này cứ khi bạn bạn chùm riêng chung trục trục làm bằng hai tệ tôn Corolla cho năm phí phòng một thầy này cứ tha phí môn máu có mình chưa lập ảnh tế cứ còn là chùm riêng chung một nghề khá khá hay nâng rụp hiệp khá khá môi chùm nguồn lúc nè còn thuộc bàn ai chưa biết cứ mình đang mất phép thằng online bàn test ra video rồi bọc nó không chỉ là bọc cho nó có chữ bàn đăng bỏ miền này rồi một hai cặp bàn tay ai lâu này cứ chồng bàn đang lược dọc một chai chun để online sai cho thay mình đang tiết đài nó không video này cứ vì ai thà chia lùm ắt chia video môn hai bị xét chia này tiết nữa cứ bàn bằng hai nó đầm lay bàn đầm lay lụng mà thật ta và phê câu lại cho năm phía bọn phải này là miền đầm lại bằng màn các bạn ta xô mà chạy thật bóng ô tha màn men đầm lại nó không có thể cảm chứa tới đầm lại lũ này cứ đầm lại lũ nó ngạc bỏ tế nó mà ok thank you for everyone and everybody lady and gentlemen welcome back my channel our friend yeah today I have one video that I want to talk to everyone to share to everyone talk about Toyota Corolla model year 2020. Ladies and gentlemen and everyone maybe used to listen and watching this video already about the Corolla 2020, but now I make the video for to share to everyone again. This video I hope that maybe detail more than last video, and especially I will show about the price of the Corolla 2020. Okay, yeah, but this price is not in the Cambodia, not sell in Cambodia, sell another country, is foreign. It mean that say selling on foreign. Okay, please everyone and everybody listen and yes and watching this video I detail everyone and everybody about the Khmer. Okay, chẳng hạn lâu này cứ khi mà bạn đang thuê ca chụp riêng hay chạy chun nó đọc nha tại một đón cứ tại tôn cầu lại cho năm bị bọn phải bọn phải đi cứ đừng nghiên bọn mình bắt đầu khá hay bọn hôn có thể chọn năng là ta đầm lại phần màn chụp đẹp nào tìm xa bỏ tế nốt và lần này tôi từ tôi sẽ nào thì ở kia có được sự nạp cho mình được nhiều mà tạm đoan nào tiêu phát của môn Toyota bạn mình chơi nằm lại được dùng cầu là sedan seri 5.2 còn tốt với bạn bằng hai luôn chụp lâu cá ca bị chống 5.2 đọc Toyota cầu là một hết sedan seri thamay ní bà bà krong chẳng new global architecture TNGA prom tiền ការរចនារូបរាងស្រដៀងទៅនឹងប្រភេទ hatchback ដែរវាចែកចេញជា 5 ជម្រើសម៉ូដែលដូចជា L, LE និង XLE បំពាក់ម៉ាស៊ីនសាំងចំនួន 1.8 លីត្រ ទំហំ 4 ស៊ីឡាំង មានកម្លាំង 139 សេះ ប្រើប្រអប់លេខ CVT និងប្រព័ន្ធបើកបរ ពង 1 វិលកង់មុខ FWD ចំណែកឯ model SE និង XSE បំពាក់ម៉ាស៊ីនសាំងចំនួន 2.0 លីត្រ ថ្មី ទំហំ 4 ស៊ីឡាំង ដែលបង្កើតកម្លាំងបាន 169 សេះ ចំពោះ model SE មានជម្រើសប្រអប់លេខដៃ 6 វគ្គនិងមុខងារ electronic បាទ remax ទៀតផង ផ្នែកខាងក្នុង Toyota Corolla Sedan ត្រូវបានរចនាឡើងទាំងស្រុងដោយបំពាក់ អេក្រង់ Toyota Intune 3.0 ប្រភេទ touch screen ទំហំ 8 អ៊ីញ គ្រប់ model លើកលែងតែ model L ប្រើ អេក្រង់ ទំហំ 7 អ៊ីញ ប្រព័ន្ធកំសាន្ត Toyota Intune 3.0 សេរីថ្មីនេះក៏មានមុខងារ Apple CarPlay និង Amazon Alexa ផងដែរ ខណៈ Android Auto នៅមិនទាន់មានឡើយ ចំណែកឯ counter វិញមានទំហំ 4.2 អ៊ីញ ជា Standard ខណៈ counter ទំហំ 7 អ៊ីញ ជា Option ក្រុមហ៊ុន Toyota បានបង្ហាញថារថយន្ត Toyota Corolla Sedan model L មានតម្លៃគឺ 19,500 ដុល្លារ សូមជម្រាបថាតម្លៃនេះគឺតម្លៃ 19,500 ដុល្លារនេះគឺតម្លៃនៅប្រទេស
ប្រទេសហើយមិនមែនប្រទេសកម្ពុជាទេគឺប្រភេទអិលនៅលើទីផ្សារបរទេសខណៈអិលអ៊ីគឺមានតម្លៃមួយម៉ឺនប្រាំបួនពាន់ប្រាំបួនរយហាសិបដុល្លារមានតម្លៃបាទអេសអ៊ីលេខអូតូមានតម្លៃគឺពីរម៉ឺនមួយពាន់ប្រាំបួនរយហាសិបដុល្លារនិងអេចអិលអ៊ីមានតម្លៃពីរម៉ឺនបីពាន់ប្រាំបួនរយហាសិបដុល្លារនិងអេចអេសអ៊ីមានតម្លៃពីរម៉ឺនប្រាំពាន់បួនរយហាសិបដុល្លារបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាតម្លៃនៅផ្សារបរទេសឥឡូវខ្ញុំប